Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây Việt Nam đang đẩy mạnh sự hợp tác chặt chẽ, sáng tạo giữa các cơ sở đào tạo và các doanh nghiệp địa phương trong khuôn khổ các mô hình hoạt động mang tính hoạch toán cao. Và thực tế đã có nhiều cơ sở đào tạo nghề đã áp dụng những mô hình hoạt động mới, ứng dụng linh hoạt các kỹ năng nghề quốc tế, đồng thời thành lập các doanh nghiệp do chính nhà trường quản lý. Đây cũng là một thách thức nhưng lại tạo ra những cơ hội mang tính bền vững về tài chính cũng như mô hình hoạt động của nhà trường. Chỉ cần có đam mê và một chút tài lẻ, bạn có thể thành công trong công việc kinh doanh của mình với số vốn trên dưới 100 triệu đồng. Có lẽ điều này hoàn toàn đúng với ông chủ cơ sở sản xuất bánh mì bánh ngọt Dream Bakery này. Nếu như với nhiều bạn học sinh, con đường bước chân vào đại học là mục tiêu hàng đầu, thì với anh Hoàng Ca Du, con đường học nghề đã đưa anh đến với thành công. Vốn là một sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của một trường nghề tại Hà Nội, với những kiến thức được tích lũy trong một năm học tại trường, sau 2 năm lập nghiệp, đến nay Hoàng Ca Du đã trở thành một doanh nhân với 2 cửa hàng bánh ngọt Pháp tại Hà Nội. Cái việc học đại học và cái việc học ở các trường tư thục hoặc trường nghề nó cũng mang lại một cái khác nhau, nhưng mang lại một cái chung là chúng ta, thực tế của chúng ta là mong mỏi để cho cuộc sống có phồn vinh và hạnh phúc, thì là do chúng ta có một nghề nghiệp tốt nhất. Các bạn mà thi trượt đại học thì cũng không nên buồn, bởi vì nếu chúng ta có đi học ở những cái trường tư thục như thế này thì chúng ta được một cái ngành nghề rất là tốt. Và những cái ngành nghề ở trường hoa sữa, những trường như là trường du lịch hoặc là trường một số trường khác ở Việt Nam đang hướng tới nghề thì rất là tốt. Ví dụ như nghề bánh mà bản thân tôi học ra thì tôi cảm thấy là rất là tốt. Hẳn ai cũng nghĩ cơ sở kinh doanh này là của một công ty hay của một doanh nhân nào đó. Nhưng thực tế đây lại là nhà hàng thực hành của một trường dạy nghề tư thục dành cho các bạn trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội. Nhân viên hành nghề tại đây hầu hết đều là những sinh viên đang ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng không vì thế mà chất lượng phục vụ bị thua kém. Nhiều năm liền, Song Thư đều nhận được những giải thưởng uy tín do Thời báo Kinh tế Việt Nam trao tặng như nhà hàng tốt nhất với giá hợp lý nhất, nhà hàng xuất sắc. Điều đó đã cho thấy mô hình đào tạo kết hợp giữa học với hành tại cơ sở kinh doanh của nhà trường là thực sự có hiệu quả và phù hợp. Thì ở tại nhà hàng, các em sẽ thứ nhất là sẽ đi sâu, rèn luyện những kỹ năng mà các em đã được học ở dưới trường. Hàng ngày thường xuyên và tiếp xúc với khách thực tế luôn. Nghĩa là các bạn ấy thực tế phục vụ khách thật này, rồi thực tế được pha chế những đồ uống và được làm những đồ chế biến những đồ ăn này. Đấy. Thế thì cái việc mà mình kết hợp cái học lý thuyết và thực hành với nhau ấy, nó đem lại cái kết quả rất là hiệu quả cho học sinh. Thế thì sau cái quá trình mà thực hành ở đây ấy, thì các em ý thứ nhất là sẽ nắm vững được cái kiến thức này, thứ hai là cái tay nghề này, và ngoài ra thì nó còn có một cái điều rất là quan trọng là khi mà các em ý học về ngành nhà hàng thì ngoài những kỹ năng về nghiệp vụ thì các em ý còn có một kỹ năng rất là quan trọng cuộc sống, đó là giao tiếp. Theo báo cáo của Tổng cục Dạy nghề, hiện cả nước có gần 3.000 cơ sở đào tạo. Mạng lưới cơ sở dạy nghề hiện đang phát triển nhanh về số lượng và đa dạng hóa về hình thức sở hữu, đã tạo điều kiện thuận lợi cho người có nhu cầu học. Mô hình dạy nghề và đào tạo việc làm đã từng bước có nhiều đổi mới và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế Việt Nam. Nhiều người đã có việc làm tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hoặc nhiều người đã tự mở cửa hàng, cửa hiệu, tổ hợp sản xuất. Bên cạnh đó, các trường nghề, cơ sở nghề đang ngày càng có nhiều cơ hội mới trong việc kêu gọi hợp tác, tài trợ từ các tổ chức quốc tế. Ý kiến riêng của tôi mà do tôi quan sát, vì tôi cũng làm trong lĩnh vực này, thì hiện nay quốc tế họ vào rất là nhiều để giúp đỡ các trường. Và khả năng các trường trong vấn đề giao lưu hội nhập cũng rất là lớn. Nhiều trường đã có thể tìm kiếm được các cái mối quan hệ, và đấy là một cái xu hướng rất là tốt. Và tôi cũng nghĩ rằng nó sẽ có những các cái gọi là cạnh tranh lành mạnh giữa các trường về chất lượng đào tạo, thì chính cái đó nó sẽ nâng dần cái năng lực của những các cái người học viên lên, và sau này nó sẽ cũng được nhà nước hỗ trợ. Mặc dù vẫn còn một số bất cập trong công tác dạy nghề và đào tạo việc làm, song với những thành công nhất định của những cá nhân có xuất phát điểm từ các trường nghề như anh Du hay các cơ sở doanh nghiệp kinh doanh sản xuất như nhà hàng Song Thư, thì rõ ràng trường nghề nào linh hoạt áp dụng những mô hình đào tạo mới, có tham khảo của các nước tiên tiến, chắc chắn sẽ phát huy được hiệu quả đào tạo, đồng thời thu gọn được khoảng cách giữa nhu cầu lao động của các doanh nghiệp với các cơ sở cung cấp lao động có tay nghề.
Thưa quý vị và các bạn, đối mặt với những thách thức lớn trước sự cạnh tranh ngày càng gay gắt giữa các doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, cùng với những khó khăn về kinh tế, đòi hỏi các trường dạy nghề phải đẩy mạnh hợp tác với các đối tác chiến lược trên thế giới để vượt qua những thách thức và phát triển, trên cơ sở tăng quyền chủ động và quản lý về tài chính, nguồn vốn đầu tư của các doanh nghiệp cho các cơ sở dạy nghề đã và đang góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Trường Trung cấp Kinh tế Du lịch Hoa Sữa ra đời với mục tiêu tham gia vào hoạt động xóa đói giảm nghèo, thông qua hoạt động dạy nghề và đào tạo việc làm miễn phí cho đối tượng chính là các thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có lĩnh vực nghề phục vụ nhà hàng, nấu ăn Âu, bánh mì, bánh ngọt được cấp bằng Việt Pháp. Sau gần 18 năm hoạt động, trường đã đào tạo và hỗ trợ hơn 7.000 thanh niên yếu thế gặp hoàn cảnh khó khăn có công ăn việc làm và nghề nghiệp ổn định, với tỷ lệ học viên ra trường có việc làm là 100%. Em được Hội Người Khuyết Tật của huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang giới thiệu xuống dưới đây học ạ. Em biết trường và em đăng ký vào đây học ạ. Em theo học theo và em rất thích nghề này. Em có thể là em cũng sẽ theo đuổi nghề này ạ. Với mô hình mới và khác biệt trong việc dạy nghề và đào tạo việc làm cho các đối tượng yếu thế, hiện Hoa Sữa đang quản lý một hệ thống cơ sở kinh doanh mang tính xã hội cao, với hệ thống các nhà hàng và các quán cà phê chất lượng cao phục vụ các món ăn thuần Việt và châu Âu, bao gồm 4 nhà hàng, 1 hiệu bánh tại Hà Nội và 1 khách sạn ở Sapa. Hoa Sữa được biết đến không chỉ tại Việt Nam mà còn trên cả thế giới. Kinh phí đào tạo của trường phần lớn cũng dựa vào nguồn thu từ các cơ sở kinh doanh, và chính các cơ sở này cũng là nơi học sinh trường dành phần lớn thời gian thực tập và thực hành tay nghề. Ngay từ khi thành lập trường, thì trường Hoa Sữa đã có nhà hàng thực hành nhằm 3 mục đích. Mục đích thứ nhất là để kiểm tra chất lượng đào tạo, sản phẩm mình làm ra, khách có chấp nhận không. Mục đích thứ hai là để quay vòng cái kinh phí đào tạo, bởi vì chúng tôi là trường từ thiện. Cho nên là muốn cho học sinh học thì phải cho tập, và tập thì phải có nhiều nguyên liệu. Mà nếu không bán đi được thì không có đủ tiền để thực tập vòng 2. Và cái mục đích thứ ba cũng là để giới thiệu sản phẩm ra ngoài. Và thông qua đó thì doanh nghiệp biết đến và tạo cơ hội cho học sinh có việc làm. Với ba cái mục đích ấy duy trì trong 18 năm nay thì phải nói rằng là rất có kết quả. Em thực tập ở đây là được 3 tháng rồi ạ. Và cái việc mà học đi đôi với hành luôn thì giúp cho em biết về cái thực tế ở nhà hàng như thế nào ạ. Tức là học trên lý thuyết thì em không thể tưởng tượng ra, nhưng mà với mua cái trường thực hành này thì em sẽ biết rõ những công việc đấy ạ. Hợp tác quốc tế cũng là một yếu tố quan trọng góp phần to lớn vào thành công của Hoa Sữa. Nhiều dự án đã mang lại cho Hoa Sữa những nguồn hỗ trợ về kinh phí cũng như hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật và quản lý cần thiết để nhà trường duy trì những mục tiêu xã hội, đồng thời tìm kiếm thêm cơ hội nhằm đảm bảo cho sự phát triển bền vững chung của nhà trường. Trong đó phải kể đến dự án đồng tài trợ giữa Ủy ban châu Âu, CCFD, Pháp và nhà trường trong việc hỗ trợ đào tạo nghề và việc làm cho 1.600 thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong ngành du lịch, đặc biệt là trong lĩnh vực nhà hàng, khách sạn. Về phía chúng tôi vừa rồi là có cái đánh giá sơ bộ tháng 1 vừa rồi, tổng kết cái dự án này thì mọi người nhận thức được một cách đúng đắn về cái mục tiêu của Hoa Sữa là đã thực hiện rất là nghiêm túc trong 4 năm, thì thực tế là hơn 1.600 đấy, thanh niên nghèo có việc làm, ổn định cuộc sống. Và về các cái tiền tài trợ thì họ giúp cho cái việc đào tạo nguồn nhân lực và một số trang thiết bị, thì chúng tôi đã có một cái năng lực, khả năng là có thể độc lập để mà tiếp tục các cái thực hiện các cái mục tiêu của mình. Với mô hình hoạt động hiệu quả, hệ thống các cửa hàng có uy tín cùng những mục tiêu mang tính xã hội cao, hiện đã có một số cơ sở đào tạo nghề áp dụng theo mô hình của Hoa Sữa. Và nếu các cơ sở nghề linh hoạt, sáng tạo áp dụng mô hình quốc tế trong quá trình dạy nghề và đào tạo việc làm thì chắc chắn những mô hình này sẽ tăng tính bền vững cả về mặt tài chính cũng như công tác đào tạo của trường. Thưa quý vị, mặc dù các trường nghề đã có sự cải tiến và đổi mới, song tại Việt Nam thực tế một số nơi vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc đào tạo nghề. Điều đó đã tạo ra sự mất cân đối trong đào tạo nhân lực xã hội. Cho nên Việt Nam vẫn cần có chiến lược cụ thể để thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực dạy nghề cũng như công tác hướng nghiệp. Có như vậy thì nguồn nhân lực đào tạo mới có chất lượng cao và đáp ứng được những thách thức của quá trình toàn cầu hóa mạnh mẽ hiện nay.
Những thông tin vừa rồi cũng đã thay cho lời chào kết của chương trình Open Việt Nam và cùng điểm lại những nội dung chính đã phát sóng cũng chính là lời tạm biệt của chương trình. Nhiều ngân hàng tìm đến sản phẩm bảo hiểm để tăng lợi nhuận. Nhà thu nhập thấp và bài toán hạ giá thành sản phẩm. Ninh Bình tập trung thu hút đầu tư vào lĩnh vực có ưu thế cạnh tranh. Giải pháp tiết kiệm nước cho các doanh nghiệp tại Việt Nam. Tăng cường ứng dụng kỹ năng nghề quốc tế trong đào tạo nghề tại Việt Nam. Tôi là Nguyễn Tùng. Còn tôi là Huệ Chi. Rất vui vì đã được đồng hành cùng quý vị trong chương trình Open Việt Nam ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.